Hiếu Minh Auto xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì sau nhiều ngày chờ đợi thì bên em lại tiếp tục về hàng với dòng đẩy Crown XLi 3500. Thì ở những video trước thì em đã giới thiệu những lời đấy về ít hàng nên là đã hết ngay. Thì hôm nay em tiếp tục về rất nhiều hàng để em xin phép là giới thiệu đến toàn thể các bác và tất cả mọi người. Và đây là dòng đẩy chạy mạch Class H bác nhé, chạy mạch Class H XLi 3500 được sản xuất tại Trung Quốc, hàng nội địa Trung Quốc. Như đây nó sẽ có hai lớp thùng, ở video trước em đã giới thiệu rõ. Và bên ngoài thùng thì nó cũng ghi rõ là Made in China XLi 3500. Với thiết kế xốp hai lớp thùng nên là rất là chắc chắn bác nhá. Và gọi sách hướng dẫn đây, em vừa bỏ ra đây. Sách hướng dẫn thì nó gồm có XLi 800, XLi 1500, XLi 2500. Và với bản hôm nay bên Hiếu Minh về sẽ là XLi 3500. Và một dây nguồn và một đế dán bác nhá, bốn chân dán. Thì con này sẽ cho công suất ra là 1000W một kênh các bác nhá. 1000W một kênh rất là khỏe. Với giá thành hiện tại thì cũng rất là hợp lý cho các bác. Thì giá thì em sẽ để dưới thanh tiêu đề. Thì như các bác nhìn thì cái quan trọng là kiểu dáng của cái con XLi 3500 này rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp và sang trọng, một thương hiệu Crown nổi tiếng, rất là đẹp luôn, rất là đẹp, đẹp hơn so với những dòng đẩy xe 12 Class H mà bên Hiếu Minh đang bán. Đấy. Nhìn trông rất là đẹp và sang đúng không bác? Màu đen, thay mặt đằng trước dãy đèn nháy rất là đẹp. Và cái vỏ mặt trước nó sẽ được ép hai lớp, ép hai lớp rất là cứng, đảm bảo vận chuyển nó không sợ bị cong móc, cong móc. Và thiết kế mạch Class H, mạch Class H với 6 tụ lọc nguồn, 6 tụ lọc nguồn bác nhé. Chỉ số vôn sẽ là 80V và 10.000 microfarad. Và nguồn đồng 100% bác nhá. Em xin nhắc lại nguồn đồng 100%. Khối nguồn đồng này rộng 20 cm. Nghe là phải dòng đẩy rất là lớn thì mới có khối nguồn rộng 20 cm bác nhá. Đấy như bác nhìn em đo. 20 cm. Đấy ạ. Và rất là cao, rất là cao, nguồn đồng 100% nên các bác yên tâm sử dụng. Đây là dòng đẩy 2 kênh, cho em xin nhắc lại, dòng đẩy 2 kênh cho công suất ra mỗi kênh là 1000W một kênh. Và thiết kế phía sau, như các bác nhìn đây thì sẽ gồm chế độ shifter, parallel và pride, nghĩa là đánh dồn kênh ấy. Và chế độ 0.775 nghĩa là đánh to và gạt lên 1.4 là chế độ đánh chống cháy, đánh nhỏ. Và thiết kế gồm hai đường vào, trong đó sẽ có hai đường vào, nghĩa là gồm đường calon và đường hoa sen. Và tương ứng với nó sẽ là gồm bốn đường ra của rắc, gồm rắc kẹp truyền thống và hai rắc lưu trích. Đấy bác nhá. Đây là dòng đẩy sản xuất hàng nội địa Trung Quốc bác nhá. Đây phía sau nó in chữ Trung Quốc bác. Hàng nội địa Trung Quốc. Giờ chất lượng được bên Hiếu Minh bảo hành 1 năm bác nhá. Bảo hành 1 năm. Thì sau cái video này thì em sẽ có bài test chất âm của cục đẩy này. Thì như các bác đã biết xem kênh bên Hiếu Minh thì bên Hiếu Minh bán rất nhiều các dòng chạy mạch Class H bác nhá. Đóng rất nhiều các dòng chạy mạch Class H. Thì như các bác biết rồi thì dòng mạch Class H tiếng rất là sáng và sử dụng rất là bền và tốt. Đấy. Sáng bền và tốt. Và công suất rất là khỏe với giá thành cũng rất hợp lý bác nhá. Thì sò thì những con này tuy chạy mạch Class H thì cũng có sò bác nhá, sò kẹp ở các cái rãnh này, bác này. Rãnh nhôm này, gồm 4 rãnh nhôm chạy thì sò kẹp vào các rãnh này. Hôm nay thì bên em về rất nhiều hàng, về rất nhiều luôn ạ. Về rất nhiều thì em có khoe ra một chút để quảng cáo lên cho các bác thôi. Thì các bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp em. Yêu thích dòng đẩy với thương hiệu Crown XLi 3500 này có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0919182233 hoặc số Viettel là 0168984-0238 ạ. Để em có thể tư vấn nên đơn ship code CD bác nhé. Hoặc các bác có thể đến tận cửa hàng em số 451 Phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để các bạn nhân viên hướng dẫn và tư vấn đầu lối ạ.
nhìn trông rất là sang và đẹp bác ạ. Em hiện tại kênh của em thì cố gắng làm sao những đưa những sản phẩm ngoài chất lượng ra rồi thì mẫu mã phải đẹp. Đẹp thì có kết hợp lên bộ dàn thì nhìn nó mới sang, ngoài từ nghĩa từ sang cho bộ dàn, cái thứ hai là phải đẹp, hình thức đẹp nữa. Đẹp mắt. Thì em nghĩ đây sẽ là mẫu hot nhất sắp tới với các dòng Crown. Cái mặt rất là đẹp bác nhá. Mặt rất là đẹp, màu sang trọng. Và video của em đến đây là kết thúc và hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.